Vào thời Càn Long, các thế lực phản Thanh phục Minh thiêu đốt Võ Lâm. Vĩnh Dương Vương giả vờ mượn danh nghĩa giết nghĩa sĩ phản Thanh, chiếm đoạt võ công tuyệt học của các môn phái lớn với ý đồ muốn cướp ngôi soán vị. Ngũ Mai Sư Thái vô tình có được nửa bộ bí kíp kỳ môn diệu thuật của Trần Lưu Dương truyền lại, Yển Sư Hiến Kỷ. Thế là quy ẩn chốn sơn lâm, dốc sức tu luyện, tự xưng một phái, lấy tên là Nga Mi. Chúng ta làm nhanh lên, hôm nay Thất Kiếm tuyển người mới, đừng bỏ lỡ mất. Chẳng biết lần này các sư tỷ có nương tay với Lý Nhị Hoàng không. Chúng ta lấy nước nhanh lên, rồi còn quay về xem thế nào. Đi thôi, mau lên, nhanh lên đi, đến ngay đây. Sư tỷ đã nhường rồi. Nhị quan, thử một chút thuần quân kiếm của tam tỷ nhé. Tam sư tỷ nhường muội rồi. Được rồi. Sư phụ, Nhị Hoàng tư chất thông minh, kiếm nghệ bất phàm, khiến các tỷ sư muội thán phục, đã thông qua khảo hạch, không cần phải tỷ thí nữa. Thực sự không cần phải tỷ thí nữa sao? Không cần tỷ thí nữa. Chúc mừng sư phụ, Long Uyên kiếm đã có chủ, Thất Kiếm Nga Mi đã tập hợp đủ, Cổ Âm Thất Kiếm trận của người nhất định có thể đứng đầu võ lâm, chấn động thiên hạ. Dựa vào môn quy của phái, đệ tử Nga Mi Lý Nhị Hoàng bây giờ chính thức trở thành một trong thất kiếm của phái, đứng hàng thứ bảy, nắm giữ Long Uyên kiếm. Nhị Hoàng, ta mong con hãy học theo sáu vị sư tỷ của mình, hợp sức cố gắng luyện tập của âm thức kiếm trận, để cho võ học phái Nga Mi chúng ta được phát huy rạng rỡ. Nhị Hoàng xin nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ và sư tỷ. Nhị Hoàng, cho ta xem một chút.
Bộ phim Ngọc Nữ Chưởng Môn Tuyệt Đại Yển Sư. Chuyện này thú vị thật đấy. Sao sư tỷ lại nằm bò ra đây nhỉ? Không biết nữa, chúng ta dọa tỷ ấy chút đi. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ ơi, sư tỷ ơi, sư tỷ ơi, tỷ tỉnh lại đi. Sư tỷ, tứ sư tỷ chết rồi, người đâu, mau tới đây. Tứ sư tỷ chết rồi, tứ sư tỷ, người đâu, mau tới đây. Sư tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi. Đại sư tỷ, mau tới xem đi. Tứ sư tỷ, tỷ chết rồi, sao lại thế này chứ? Là trúng độc. Mọi người nhìn nước kìa. Một tháng trước, đồng chí mà uống thuốc này trước đi. Nào, sư tỷ, mũi buồn nôn, bệnh dịch bùng phát ở Nga Mi. Đại sư tỷ, chịu khó một chút, ta xoa cho muội. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, các muội hãy bỏ hết xuống trước đã. Sư phụ tìm chúng ta. Dịch bệnh lần này lan tới tận Nga Mi. Việc xảy ra đột ngột, chưa kịp chuẩn bị. Sư phụ và lão Lục cũng vậy, khó lòng tránh được. Dẫn đến việc lúc luyện công đã tẩu quả nhập ma, ngũ tạng tổn thương. Cho nên chúng ta cần bế quan một năm, tĩnh tâm tu dưỡng, rồi tuân theo ý trời. Sư phụ giảng phúc. Trong thời gian ta bế quan, sẽ do tứ đại trưởng tôn chọn ra một người tài đức vẹn toàn trong số 7 người các con để làm quyền trưởng môn, thay ta đảm nhiệm trọng trách trưởng môn, toàn quyền xử lý sự vụ của Nga Mi. Đồng thời sẽ được truyền thụ kỳ môn dị thuật Yển Sư Hiến Kỹ mà sư phụ đã luôn nghiên cứu, kế thừa y bác Nga Mi. Sư phụ, chúng con tài đức có hạn, sợ là khó lòng gánh được trọng trách này, xin sư phụ hãy suy xét. Đúng vậy sư phụ, Nga Mi làm sao có thể thiếu người được. Các con không cần nói nữa, cứ theo lời dặn dò mà làm là được. Di Thanh, có đệ tử, lúc di sư bế quan, con phải cùng 6 sư muội chăm chỉ luyện tập cụ âm thất kiếm trận. Đây là võ học có trình độ cao nhất, ta tự sáng tạo ra từ lúc lập phái tới nay, cũng là gốc rễ của Nga Mi, con phải ghi nhớ. Đệ tử xin nghe theo lời chỉ dạy của sư phụ. Bạch Mi sư huynh của ta đã sai đệ tử Bạch Nguyên Minh giỏi về y thuật từ Võ Đan tới đây để giúp chúng ta chữa trị dịch bệnh. Vài ngày nữa là đến rồi. Lão Tam, con và chị Hiên xuống núi tiếp ứng. Dân, dân, những đồ nhi khác tiếp tục chăm sóc các sư tỷ, sư muội bị nhiễm bệnh. Phụ thân chỉ chờ thêm ít ngày nữa, chờ Khung Nhi học hết tuyệt thế võ học trong thiên hạ, nhất định sẽ dùng tên Hôn Quân Càn Long tế trời, giành lại tôn nghiêm, dinh dự hoàng thất thuộc về chúng ta, sửa nỗi hận tước công trừ tịch của phụ thân. Dương gia, Ngũ Mai sư thái đã rời khỏi Nga Mi. Trước mắt Nga Mi không có người quản lý. Nga Mi sẽ chọn một trong số 7 nữ đệ tử để làm quyền trưởng môn, được truyền lại bí tịch Nga Mi Yển Sư Hiến Kỹ. Vậy chúng ta cứ trực tiếp xông lên núi cướp đồ hay sao? Không cần. Lần này ta nhất định phải trải nghiệm phong thái của 7 nữ đệ tử xinh đẹp như tiên này.
Nghe nói là một người đàn ông. Đúng vậy, hình như trông không giống chúng ta lắm. Nghe nói sau khi họ lâu ngày nảy sinh tình cảm, hình như sẽ ăn hết cả người luôn. Hả? Còn ăn cả người luôn sao? Không phải đâu, nghe sư phụ nói họ không ăn người mà chỉ ăn trái tim thôi. Ăn tim á? Đang nói linh tinh cái gì đấy? Đại sư tỷ, thất sư tỷ, tứ sư tỷ. Thiếu hiệp, thiếu hiệp, sao thế? À, chuyện là à, thiếu hiệp, vị này là đại sư tỷ Di Thanh, tứ sư muội Bạch Tiêu Tiêu, còn cả vị này là thất sư muội Lý Nhị Hoàng. Lão thất, thất muội, thất muội. Vừa rồi tại sao ngươi lại nắm tay tam sư tỷ? Ta đang bắt mạch cho cô ấy. Đúng đấy, Nhị Hoàng, thiếu hiệp chỉ là đang bắt mạch cho tỷ thôi. Bắt mạch? Nghe nói đàn ông các ngươi chuyên ăn tim của nữ giới, nếu như ngươi dám có suy nghĩ gì không phải với sư tỷ của ta thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Xin cô nương hãy yên tâm, tại hạ cũng chẳng phải là cầm thú gì, sao có thể ăn tim người được chứ. Lão thất, thu kiếm của muội lại đi. Bạch thiếu hiệp, thất muội của ta là đang lo lắng cho bệnh tình của lục muội, đã đắc tội rồi, mong được lượng thứ. Không sao. Không biết bệnh tình lục muội thế nào? Lục cô nương mới mắc giai đoạn đầu, cần quan sát thêm mấy ngày. Chỉ cần kiên trì dùng dược thiện mà ta kê thì sẽ không có chuyện gì. Chỉ là bây giờ Nga Mi bùng phát đại dịch, trước nay hiếm thấy. Nếu như muốn trị tận gốc thì cần phải tra rõ được nguồn gốc dịch bệnh. Tại hạ dâng lời sư phụ xuống núi khám bệnh, sẽ cố gắng dốc hết sức. Đành phiền Bạch thiếu hiệp. Tránh ra hết đi. Nhìn cái gì chứ? Chưa nhìn thấy đàn ông bao giờ à? Ngũ sư tỷ, bọn muội quả thực chưa từng nhìn thấy đàn ông bao giờ mà. Hắn ta đã có ngũ sư tỷ ta canh chừng rồi. Các muội có bệnh thì khám, không bị bệnh thì ra chỗ khác đi. Ta bị ốm, ta bị ốm nè. Khám ta trước đi, khám ta trước đi. Muội hãy tránh ra, ta tới trước. Khám ta trước đi, khám cho ta trước. Thức sư tỷ, Lý Nhị Hoàng, muội phát điên cái gì thế? Ngươi cho lục sư tỷ của ta ăn cái gì? Lục muội làm sao thế? Lục tỷ tắc thở rồi. Tại sao vẫn chưa khỏi? Sao lại như vậy? Đúng thế, phải làm sao đây? Ngũ sư tỷ, thất sư tỷ, đại sư tỷ, muội, thuốc ta kê vốn là lấy khí trị độc, máu nóng khí dường, một vài người sẽ có tình trạng sốc trong thời gian ngắn. Thời gian này phải nhớ không được giận công giúp đỡ, nếu không người bệnh sẽ mất mạng vì khí huyết quá dượng. Đa tạ thiếu hiệp đã tới kịp thời, nếu không thì ta đã gây ra chuyện lớn rồi. Vừa nãy ta thu lại khí công của cô, giúp cô ấy bức máu độc ra. Nghỉ ngơi một lát, ta sẽ không còn gì đáng ngại nữa.
nếu có thể tìm thấy những vị thuốc này thêm vào đơn thuốc ban đầu, có thể làm giảm phế huyết, tránh bị sốc. Đa tạ thiếu hiệp. Có một số người không biết gì lại cứ thích làm loạn. Ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ không sao chứ? Thật lợi hại. Đây là võ công gì thế? Ngươi đã nhìn thấy hết rồi. Phải. Nhưng ta không hiểu. Ta nghĩ đây chắc là không phải võ công của phái Nga Mi. Ngươi có giữ bí mật không? Cô nương yên tâm, tại hạ không phải là kẻ lắm lời. Tại sao ta lại phải tin ngươi? Cớ sao cô nương cứ phải dùng ép người khác thế? Đây là kỹ năng tuyệt mật của Nga Mi. Sau này nếu ngươi dám truyền ra ngoài, ta nhất định sẽ bất chấp tính mạng mà đuổi theo. Lúc đó không phải ngươi chết thì là ta chết. Trong này là cái gì? Đây là tương mà Nga Mi chúng ta tự chế. Thường ngày các cô đều ăn cái này sao? Ừ, đa số mọi người đều ăn. Vậy sư phụ các cô có ăn không? Sư phụ thích ăn nhất là vị này đấy. Các muội rót nước xong thì nhanh chóng chia cho mọi người nhé. Vâng. Bạch thiếu hiệp, sao lại thế này? Tất cả mọi người đều bị sốt đi sốt lại và đi tả phải không? Không phải, chỉ có một số người thôi. Nhưng mà Lục muội cũng bị như vậy. Chờ một lát. Bình thường mọi người đều uống nước này sao? Đúng vậy, đây là nước suối của Nga Mi chúng ta. Sao thế? Nước này có vấn đề. Nguồn nước này làm sao mà có vấn đề được? Đệ tử Nga Mi chúng ta thường ngày đều uống nước này. Đúng vậy. Nếu như nước có vấn đề, vậy tại sao bọn ta lại không bị bệnh? Bình thường các cô đều ăn cái này sao? Không ngon. Trước giờ ta đều không ăn. Cô không ăn? Đúng thế. Không chỉ ta, trong 7 tỷ muội chúng ta, trừ Lục muội ra, những người khác đều không thích ăn. Nói vậy tức là
mấy người các cô đều không ăn cái này. Ta nghĩ ta đã tìm được nguồn gốc của dịch bệnh rồi. Đi thôi. Chờ một chút. Tương này được ướp từ bưởi và mướp đắng ra. Không sai, tương của Ngami chúng ta được ướp từ bưởi, mướp đắng, đậu tương và ớt đỏ mà ra. Quả nhiên là thế. Bạch Thiếu Hiệp có phát hiện gì sao? Múc một bát nước tới đây. Giờ là mùa sung chín, trong nước mà mọi người sử dụng có chứa rất nhiều chất xơ của sung. Vậy thì có gì không ổn? Chất xơ quả sung vốn là để tăng cường tiêu hóa, giảm mỡ máu, thông ruột. Nhưng nếu dùng chung với bưởi và mướp đắng hay những thứ có tính axit và tính hàn sẽ sinh ra độc tố, mang theo hàn khí cực lớn, sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến dạ dày và ruột. Nhẹ thì axit dạ dày quá nhiều, nặng thì viêm lết dạ dày, còn có thể dẫn đến tử vong. Thế nên dù ta dùng thuốc gì, chỉ cần người bệnh tiếp tục sử dụng loại tương này thì bệnh tình cũng chẳng thể nào có chuyển biến tốt được. Quá ra là vậy. Đa tạ Bạch Đại Hiệp dặn dò mọi người về sau trong bữa ăn cấm dùng loại tương này. Dân đại sư tỷ. Sư muội đã nhường rồi. Xem chừng tứ sư tỷ của cô không muốn tranh chức vị quyền trưởng môn, cố tình lộ ra sơ hở để thua. Vì thanh thắng, tiếp theo anh đến khiêu chiến. Lão thất, muội đến tỉ thí với đại tỷ một chút đi. Đại sư tỷ, lục muội vẫn luôn muốn được đọ sức với thừa ảnh kiếm của tỷ, không biết có thể để lục muội lên trước được không? Lục muội, muội bệnh nặng vừa mới khỏi nên nghỉ ngơi thêm đi. Đại sư tỷ biết rõ thể chất của ta khác những người thường, hồi phục rất nhanh mà. Hơn nữa muội đã nằm mấy ngày rồi, cũng nên hoạt động một chút. Sư tỷ, xem chiêu đi. Không ngờ thất tinh kiếm pháp của lục muội lại sắc bén như thế. Nếu như là ta, có lẽ đã thua rồi. Tam sư muội không cần kiêm tốn. Lần trước luận kiếm, nếu không phải do muội ấy cố ý nhường lão thất, e là nhị hoàng cũng khó mà qua được. Người nói xem, đại sư tỷ và lục sư muội ai thắng ai? Hai người kiếm pháp thành thục, lưỡi kiếm sắc bén, không phân cao thấp. Hôm nay tại hạ được mở rộng tầm mắt rồi. Mở rộng tầm mắt thì đâu chỉ có thế này. Sau này ta sẽ cho ngươi xem ngư trường kiếm của ta. Trưởng tôn, chuyện gì mà gấp gáp như thế? Bẩm tứ đại trưởng tôn, trước sơn môn chúng con cứu được một đệ tử toàn chân bị rắn độc cắn, bây giờ đang nguy hiểm tới tính mạng. Hội tỷ võ hôm nay dừng lại tại đây. Di Thanh, cô mau đi xem. Dân. Lão ngủ, muội đi theo tỷ. Dân, ta đi cùng các cô. Đi thôi.
cái này còn phải thêm 2 đồng, quả nhiên không đủ lượng, là thuốc không hiệu quả. Chào đại sư tỷ. Sư tỷ, đừng mà, đừng. Năm xưa toàn chân có ơn với Nga Mi, các muội phải chăm sóc cho tốt. Dân đại sư tỷ. Quá ra đại sư tỷ cũng thông hiểu y thuật. Nga Mi lập phái tại núi sâu, thường có đệ tử bị rắn cắn thương. Trước lúc ngươi đến, chúng ta đều tự mình chữa trị. Vừa rồi nghe cô nói toàn chân có ơn với Nga Mi. Đúng vậy, năm đó sư phụ đi qua Hoàng Sơn, bất ngờ gặp phải một đám hổ. Sư phụ một thân một mình, mai được đệ tử phái toàn chân hợp sức giúp đỡ, mới khỏi phải làm thức ăn cho hổ. Từ đó sư phụ lập môn quy, nếu như đệ tử phái toàn chân gặp nạn, Nga Mi chúng ta sẽ dốc mạng giúp đỡ. Quá ra là vậy. Lão Ngũ, Chỉ Hiên, muội ở lại chăm sóc cho tốt. Ta cùng Bạch Thiếu Hiệp đi khám lại cho các tỷ muội khác. Dân ạ. Thất muội, có phải muội rung động với võ đan Bạch Thiếu Hiệp rồi không? Sao tam tỷ lại nói như vậy? Nhị hoàng không có, thật sự không có sao? Nhị hoàng chỉ lo lắng cho bệnh tình của các tỷ muội, hy vọng họ có thể như Lục tỷ mau chóng khỏe lại. Thất muội có biết thế nào là rung động không? Khi muội gặp một người, lúc không gặp nhau luôn nhớ về người ấy, thì đó chính là đã rung động rồi. Vậy nên có phải là thất muội luôn nhớ tới người ta hay không? Không có. Nếu như có thì cũng là căm hận. Lục muội, muội đừng trêu thất muội nữa. Kể cả muội ấy có rung động thì chắc cũng chẳng hay đâu. Lão tam, lão lục, lão thất, đại tỷ, Bạch Thiếu Hiệp khám lại cho mọi người xong mới thêm một vị thuốc, có ích cho việc giúp mọi người bồi phục. Lão thất, muội đi hái thuốc giúp Bạch Thiếu Hiệp đi. Dân. Làm phiền Bạch Thiếu Hiệp, khách sáo rồi. Ngươi đi theo ta. Có rắn. Đừng mà, đừng. Đây chính là đệ tử toàn chân bị rắn cắn bị thương đó sao? À, dân. Chỉ Hiên, giờ quân ấy không sao nữa rồi nhỉ? Không, không sao. Đại sư tỷ và muội đã giúp quân ấy dần công ép độc. Đúng vậy, đã không sao nữa rồi. Đêm nay 7 người chúng ta phải luyện củ âm thất kiếm trận ở đạo trường Nga Mi. Muội đừng quên đấy. À, dân. Lão Ngũ, lão Ngũ, sao muội cứ như người mất hồn thế hả? Đâu có, là do nhị tỷ hiếu thắng thì có. Muội nói cái gì? Ngũ tỷ, tỷ bất nói mấy câu đi. Các muội đều sợ nhị sư tỷ, nhưng ta không sợ tỷ ấy. Nhị sư tỷ hiếu thắng như thế, chắc cũng đang muốn vị trí quyền trưởng môn.
Dung đã chẳng coi mấy tỷ muội chúng ta ra gì. Chắc cũng không coi đại sư tỷ ra gì đâu nhỉ. Đại tỷ, lão ngũ tính tình thẳng thắn, tỷ đừng để bụng. Trước khi bế quan, sư phụ từng nói sẽ chọn một người trong số 7 người chúng ta lên làm quyền trưởng môn. Thế nên ai ai cũng có cơ hội. Các muội không cần phải nghi kỵ. Trước giờ đại sư tỷ đối xử với chúng ta cũng như bậc trưởng tôn, luôn hết lòng quan tâm chăm sóc. Bọn muội luôn nghe lời chỉ dạy của tỷ, đều là sư tỷ muội đồng môn, có ai mà không muốn làm chứ. Lão ngũ, muội đừng nói nữa. Không phải ai cũng muốn làm quyền trưởng môn đâu. Có lẽ tứ tỷ thực sự không muốn làm, thế nhưng các tỷ muội khác thì chưa chắc đâu. Đủ rồi, ta không cần biết các muội ai muốn làm quyền trưởng môn, nhưng Nga Mi chúng ta đứng được trong võ lâm đều là nhờ Cửu Âm Thất Kiếm trận do sư phụ sáng tạo ra. Đến nay võ lâm rối ren, thế sự loạn lạc, 7 người chúng ta cần phải luyện tốt kiếm pháp này, chống lại nhiễu loạn bên ngoài, bảo vệ Nga Mi. Đại sư tỷ nói phải, chúng ta vẫn nên tiếp tục luyện kiếm tiếp đi. Là kẻ nào đang nghe trộm? Ra đây. Là ngươi? Ngại quá, lúc tỉnh lại tiểu sinh thấy khát nước, ban đêm đi tìm nước, đi ngang qua đây. Vì tò mò mà dừng lại, hoàn toàn không cố ý nghe lén các chị nói chuyện. Không sao, là do chúng ta chăm sóc chưa được tốt. Lão ngủ, muội đi lấy nước với toàn chân thiếu hiệp đi. Các sư muội khác tiếp tục luyện kiếm cùng ta. Lão ngủ. Dân. Nào, tiếp tục. Huynh không sao chứ? Tại sao cô nương lại có thể đẹp đến vậy? Ta vừa gặp cô nương liền có cảm giác khác thường. Lòng bàn tay tự dưng tê dại. Cô nương, không tin thì nàng sợ thử đi. Thiếu hiệp đừng mà. Ta vừa gặp cô nương thì đã có cảm giác rung động khó hiểu, không thể kiềm chế được. Dường như cả con tim cũng muốn đi theo cô nương. Cảm ơn nàng hôm nay đã cho ta cảm giác được cái gì gọi là hạnh phúc. Ta biết rằng nàng luôn muốn trở thành quyền trưởng môn của Nga Mi. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ giúp nàng thực hiện nguyện vọng này, để các sư tỷ muội của nàng phải nghe lời nàng. Tại sao huynh lại giúp ta như thế? Bởi vì nàng là người phụ nữ duy nhất mà ta yêu. Cũng không còn sớm nữa, nàng mau quay về nghỉ ngơi đi. Ừ.
Kiếm pháp tốt. Sao ngươi lại ở đây? Tại hạ đệ tử Toàn Chân Tôn Tử Nghĩa, đi qua nơi đây tình cờ thấy được đang thành kiếm pháp của Tôn Nữ Hiệp nhị sư tỷ Nga Mi, quả là may mắn. Nhị sư tỷ kiếm pháp đỉnh cao, chỉ tiếc là... Chỉ tiếc cái gì? Giới kiếm pháp bây giờ của nhị sư tỷ thì ở Nga Mi đã chẳng còn ai là đối thủ. Nhưng dẫu kiếm pháp có tốt tới đâu thì cuối cùng cũng chỉ có thể đứng hàng thứ hai. Chỉ cần đại sư tỷ di thanh của các người còn đó, tin rằng các sư tỷ muội khác rất khó mà chịu nghe lời cô. Hơn nữa trong thất kiếm ai cũng có lòng muốn tranh chức quyền trưởng môn. Cho dù nhị sư tỷ cô dốc hết sức lực, cuối cùng cũng rất khó thắng được chức vụ quyền trưởng môn này. Rốt cuộc ngươi là ai? Chủ nội bộ Nga Mi chúng ta không cần ngươi nhiều chuyện. Nhị sư tỷ cô hiểu lầm rồi. Ta chỉ là một người đến giúp cô, là một người có thể giúp cô giành lấy được chức trưởng môn Nga Mi. Ngươi không phải là đệ tử Toàn Chân. Ngươi đến Nga Mi rốt cuộc có ý định gì? Vì rắn cắn bị thương nên ở đây dưỡng thương, giống như ngươi vậy chỉ là khách qua đường. Khách qua đường? Khách qua đường sao lại tiêm nhiễm đệ tử Nga Mi, xúi dục họ như vậy? Ngươi là ai? Sao lại nói ta xúi dục đệ tử Nga Mi? Ta là đệ tử Võ Đan Bạch Nguyên Minh, đã âm thầm theo dõi ngươi một ngày. Chuyện rừng trúc hôm nay với chuyện đêm qua ngươi dụ dỗ lão ngủ, ta đã biết được hết. Xem ra ngươi đã nhìn thấy hết rồi. Ta đã tận mắt chứng kiến tất cả. Hôm nay nếu ngươi không nói rõ tại sao lại tới đây, e là khó lòng thoát được. Khó lòng thoát được ư? Ngươi đang nói chính mình phải không? Vô cực thần công, ngươi là người của Thái Dương giáo, ngươi cũng biết khá nhiều đấy nhỉ. Hôm nay ta không thể tha cho ngươi. Bạch Thiếu Hiệp, đừng giết ta. Ta sẽ không nói chuyện ngươi xâm phạm cho Chỉ Hiên cho mọi người biết đâu. Bạch Thiếu Hiệp, tại sao lại làm thế? Ngươi vừa nói cái gì? Ta không nói gì hết. Mau nói, thất muội. Ngươi vừa nói ai xâm phạm ngũ sư tỷ của ta? Hắn ta không phải đệ tử Toàn Chân. Ngươi xâm phạm ngũ sư tỷ của ta. Quỳnh ấy không buông lời dối trá. Thật ra không trách Bạch Thiếu Hiệp. Dù sao Bạch Thiếu Hiệp có ơn với Nga Mi chúng ta. Nếu như Quỳnh ấy có ý với ta, đương nhiên ta phải lấy thân báo đáp. Cô nói cái gì? Bạch Thiếu Hiệp, nếu như Quỳnh thực sự muốn Chỉ Hiên, Chỉ Hiên tình nguyện hiến thân cho Quỳnh. Không ngờ ngươi lại là kẻ dâm tà như thế. Ta phải thay sư tỷ của mình giết ngươi. Thất muội, đừng mà. Là ngũ tỷ tự nguyện. Ngũ sư tỷ. Tỷ. Thất muội, thất muội. Không sao chứ? Thank you.
ta biết. Giờ ta có nói gì thì cô cũng không tin. Ta chẳng muốn biết cái gì hết. Ta không đến để giải thích. Vậy sao ngươi lại tới đây? Ta chỉ muốn nói với cô, không lâu nữa Nga Mi sẽ gặp đại nạn. Hy vọng cô vẫn giữ được thân mình. Ta là đệ tử Nga Mi. Nếu như thật sự có đại nạn, sao ta có thể chỉ lo giữ thân mình? Giờ ta chỉ mong một việc. Là việc gì? Là mong ngươi nhanh chóng rời khỏi Nga Mi. Ngươi và ta vĩnh viễn đừng gặp lại nhau. Đến lúc phải đi, tất nhiên ta sẽ đi. Không nhọc lòng cô nương phải tốn công lo lắng. Sao hôm nay lại giúp ta? Ta đã là người của chàng rồi, đương nhiên phải nghĩ cho chàng. Nàng biết không, nàng mãi mãi là người phụ nữ mà ta yêu nhất. Thật ư? Đương nhiên rồi. Tôn Tử Nghĩa, ta xin thề, nếu như ta lừa gạt Châu Chỉ Hiên thì sẽ bị đâm vạn kiếm. Đừng mà, ta không muốn chàng chết. Ta tin chàng mà. Thật ra nếu nàng muốn trở thành quyền trưởng môn Nga Mi thì phải đuổi Bạch Nguyên Minh đi trước. Hắn ta có ơn với Nga Mi, đuổi đi kiểu gì được. Chuyện này ta ắt tự có cách. Nếu như cô muốn nhận chức quyền trưởng môn thì cần đuổi một người đi trước. Ai? Bạch Nguyên Minh. Tại sao? Hắn ta và Lão Ngũ sớm đã cấu kết với nhau. Lão Ngũ là kình địch mạnh nhất trong số 7 tỷ muội các cô. Nếu như cô ta cùng Bạch Nguyên Minh liên thủ thì e rằng cô chẳng còn chút cơ hội nào. Vậy ta nên làm thế nào? Làm thế nào? Việc này cô phải rõ hơn ta chứ. Nếu muốn giải thích thì canh ba đêm mai gặp nhau ở dục phòng Nga Mi, nhị hoàng. Ai đó? To gan muốn nhìn trộm thức mục của ta tắm rửa. Tại sao lại là tên dâm tà ngươi chứ? Không phải là cô gọi ta tới đây sao? Sao thế? Thất mùi. Thất mùi. Mùi không sao chứ? Hắn ở đây nhìn trộm lão thất tắm rửa, vừa hay bị ta bắt gặp. Ta nhìn trộm cô ấy tắm ư? Bạch thiếu hiệp, sao ngươi lại làm vậy? Đây đã không phải là lần đầu tiên nữa rồi.
Lần trước khi ta tắm cũng từng phát hiện Bạch Thiếu Hiệp nhìn trộm. Cô Bạch Thiếu Hiệp, tuy ngươi có ơn với Nga Mi, nhưng Nga Mi là nơi nữ đệ tử thanh tu có nhiều điều bất tiện. Bây giờ dịch bệnh cơ bản đã được chữa khỏi, cũng mong Thiếu Hiệp sớm ngày rời đi. Nhọc lòng đại sư tỷ lo lắng. Nguyên Minh mấy hôm nữa sẽ rời khỏi đây. Dừng. Sư tỷ là thế này hay thế này? Thất muội vẫn đang nghĩ tới vị Bạch Thiếu Hiệp kia sao? Một kẻ dâm tà như thế sao lại phải nhớ hắn? Muội thực sự cho rằng quân ấy là kẻ dâm tà à? Sự thật trước mắt sao có thể giả được? Thất muội, thật ra rất nhiều khi những chuyện muội thấy chưa chắc đã là sự thật. Tứ tỷ, sao tỷ lại nói đỡ cho hắn thế? Tỷ chẳng đỡ lời cho ai hết, tỷ chỉ tò mò sao hôm qua lúc đi tắm lão nhị lại cầm kiếm theo. Hơn nữa Bạch Thiếu Hiệp có nói là nhận lời mời của muội, nếu như quân ấy cố ý nhìn trộm thì sao quân ấy lại kiếm cớ như vậy? Nếu như lời tứ tỷ nói dường như thật sự rất có lý. Trừ phi nhị tỷ, tỷ chỉ có một chút thắc mắc, hy vọng tất cả đều chỉ là trùng hợp. Nhị hoàng muội không cần đa nghi, lần này để Bạch Thiếu Hiệp rời khỏi đây có lẽ đối với Nga Mi là một chuyện tốt. Chúng ta vẫn nên chăm chỉ luyện kiếm trận thôi. Dân. Ngủ tỉ, mau đi đi, nước còn nóng đó. Dân. À phải rồi. Ngủ tỉ. Tỉ không cảm thấy hôm qua việc Bạch Thiếu Hiệp nhìn trộm lão thất tắm thật ra có chút bất thường sao? Có gì bất thường chứ? Tên dâm tà đó trước đây đã có lòng xâm phạm tỉ rồi. Nhưng mà hôm nay lúc ở sân luyện tập, tứ tỉ có nói tỉ ấy cảm thấy việc này có thể là do nhị sư tỷ cố tình giá quà cho Bạch công tử. Lão tứ nói vậy thật à? Tỷ ấy cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tỷ nghĩ thử mà xem, ngày thường nhị tỷ đi tắm đâu có mang kiếm, nhưng tại sao tối qua lại mang theo? Chắc là tình cờ thôi. Muội đừng nghĩ nhiều nữa, mau vào tắm đi, nếu không nước nguội mất. Dân, thấy muội đi trước đây. Chuyện này thú vị thật đấy. Sao sư tỷ lại nằm sấp ở đây nhỉ? Không biết nữa, chúng ta dọa tỷ ấy một chút đi. Sư tỷ, sư tỷ ơi, sư tỷ, sư tỷ tỉnh lại đi. Sư tỷ, tứ sư tỷ chết rồi, người đâu mau tới đây. Tứ sư tỷ chết rồi, tứ sư tỷ, người đâu mau tới đây. Sư tỷ, tỷ mau tỉnh lại đi. Đại sư tỷ, mau tới xem đi. Tứ sư tỷ, tỷ ấy chết rồi, sao lại thế này? Là trúng độc. Các tỷ nhìn nước kìa. Nga Mi từ lúc lập phái tới nay
chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Tứ sư tỷ Bạch Tiêu Tiêu của các con trước nay chưa từng tranh đoạt cùng ai, không ngờ lại bất ngờ mất mạng. Di Thanh, con nhất định phải tìm cách tra rõ nguyên nhân để tránh lại xảy ra chuyện thế này. Xin các trưởng tôn yên tâm, Di Thanh nhất định sẽ không để lão tứ chết một cách oan ức. Phong tỏa núi. Dân. Các người đang làm gì vậy? Tại sư tỷ có lệnh, hôm nay Nga Mi phong tỏa núi, không được ra vào. Bạch thiếu hiệp, mời quay về nhà trọ. Tại sao lại phong tỏa núi? Tứ sư tỷ hôm qua gặp nạn. Xem ra kiếp nạn của Nga Mi đã bắt đầu rồi. Có phải là chàng hạ độc hại chết lão tứ không? Không sai. Ta chỉ nói chuyện lão tứ nghi ngờ với chàng. Sao chàng lại hạ độc hại chết tứ sư tỷ? Ta làm mọi chuyện đều là vì nàng. Vì ta sao? Bình thường trong lão tứ có vẻ không tranh với đời, nhưng trong số 7 tỷ muội, khả năng lập luận của cô ta là giỏi nhất. Nếu như không loại bỏ cô ta, quan hệ giữa hai ta sớm muộn cũng bị lộ. Dù sao tỷ ấy cũng là tứ sư tỷ của ta. Có câu chuyện truyền kỳ nào không được viết bằng máu đâu. Nếu như nàng muốn bước lên chức vị quyền trưởng môn, được yển sư hiến kỹ, thì đây là chuyện mà nàng phải trải qua. Vậy nên người tiếp theo nàng phải tự ra tay rồi. Các cô có thấy thất sư tỷ đâu không? Không. Sao hắn ta lại tới đây nhỉ? Lục sư tỷ chết rồi. Lục sư tỷ chết rồi. Người đâu? Mau tới đây. Mau lên. Đại sư tỷ, tam sư tỷ, thất sư tỷ, Tiểu Liên, Lục tỷ. Các cô đừng hiểu lầm. Lúc ta vào đây, cô ấy đã nằm ở đây rồi. Thật hay giả? Sự thật ắt sẽ nói rõ. Đưa hắn tới động Lôi Hiệp. Dân. Lục muội, Lục muội, tại sao lại là ngươi? Các muội mau đưa hắn xuống đi. Lục muội, Lục muội, Lục muội, Lục muội.
Mau lên, đi. Đệ tử Nga Mi các cô có thể dịu dàng chút không? Đối với kẻ dâm tà như ngươi, hoàn toàn không cần dịu dàng. Đúng đấy, đi thôi. Rất tốt, nàng đã bước được bước đầu tiên. Ngày mai vào lúc tỷ võ chọn quyền trưởng môn, nàng phải cố tình nhận thua. Cố tình nhận thua. Đúng vậy, chuyện đấu đá thật sự trước giờ không phải trên đài tỷ võ. Ta có thể khiến lão ngủ, cố ý nhận thua trong lúc tỷ võ với cô. Mùa ấy một lòng muốn làm quyền trưởng môn, làm sao có thể cố tình nhận thua. Cô không cần quan tâm, tới lúc đó rồi sẽ biết. Lão ngũ võ nghệ không tinh thông, trăm tam thu nhị sư tỷ, ngũ muội không cần kiêm tốn. Nhị quan, muội có nhận ra hôm nay lão ngũ cố hết sức ẩn giấu kiếm pháp không? Lẽ nào thật sự là ngũ tỷ? Tối nay chúng ta hỏi rõ ngọn ngành là biết. Muộn thế này rồi, ngủ muộn đi đâu về vậy? À, muộn vừa mới đi luyện kiếm về. Muộn thế này rồi mà ngủ muội vẫn còn luyện công, vậy đúng thật là làm khó muội rồi. Chuyện nên làm thôi. Giờ gần đây xảy ra nhiều chuyện, muộn cũng muốn san sẻ bớt lo âu về Nga Mi. San sẻ lo âu? Nhưng lo âu này đều do ngủ tỷ mang đến mà nhỉ? Sao thất muội lại nói như vậy? Thất kiếm tỷ muội chúng ta vốn là đồng môn, tại sao tỷ lại muốn hại chết lục tỷ? Cái chết của tứ tỷ có phải cũng liên quan tới tỷ không? Ta không hiểu muội đang nói gì hết. Tỷ sợ thử lên vết thương bị kiếm đâm sau cổ đi. Đây là vết do thất tinh kiếm của lục sư tỷ tạo ra. Thất tinh kiếm khác với những kiếm khác, vết thương do nó gây ra giống như bảy ngôi sao. Những điều này ngũ tỷ biết mà nhỉ? Lão ngũ, giờ muội cùng ta với nhị quan đi tỉnh tội với các sư tỷ và trưởng tôn, biết đâu còn giữ được một mạng. Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi.
Nhị sư tỷ, lão ngủ. Thì ra tất cả chuyện này đều do muội. Nhị quan, muội mau đi thả Bạch thiếu hiệp ra đi, đồng thời nói rõ tất cả cho trưởng tôn. Tỷ với nhị tỷ sẽ đưa ngủ muội theo sau đến điện thỉnh tội. Làm phiền hai vị sư tỷ rồi. Thất sư tỷ, đi theo ta đi. Ngươi sát hại lão Lục thật ra là ngũ sư tỷ của các cô. Ta chưa từng có suy nghĩ không phải với cô ta. Kẻ thực sự có quan hệ bất chính với cô ta là đệ tử Toàn Chân mà các cô cứu. Thật ra hắn không phải là đệ tử phái Toàn Chân. Thân phận thật sự của hắn có lẽ có liên quan tới Thái Dương Giáo và Dĩnh Dương Dương. Đây là chuyện nội bộ của Nga Mi ta. Ngươi có thể rời khỏi Nga Mi được rồi. Thật ra ta muốn nói cô biết, trong thất kiếm các cô, người có liên quan không chỉ có mỗi ngũ sư tỷ của cô, còn có một người nữa. Nhị sư tỷ. Đúng vậy. Gây rồi. Sư phụ. Lão ngủ, muội làm bao chuyện sai trái như thế, nhưng mà vẫn không biết hối cải. Nhị tỷ, tỷ, món nợ xin thua lúc tỷ giỏ đã trả, hai ta không còn nợ nần gì nhau hết. Nhị tỷ yên tâm, vị trí quyền trưởng môn Chỉ Hiên nhất định sẽ đứng về phía nhị tỷ, chỉ nghe theo nhị tỷ. Đại tỷ, một cái chức quyền trưởng môn lại có thể khiến các muội dốc hết mưu mô, đánh mất nhân tính như vậy. Rút kiếm đi. Hôm nay ta phải làm sạch môn hộ cho Nga Mi. Là ngươi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết ai giết cô là được. Trách ta nhìn lầm ngươi.
Một khi lão đại Di Thành chết, tin rằng cô sẽ rất nhanh có thể lên được vị trí quyền trưởng môn của Nga Mi. Tam tỷ, mau lên, nhị hoàng, mau lên, mau đi giúp đại sư tỷ. Nhị tỷ, vì vị trí quyền trưởng môn mà tâm trí của tỷ ấy đã tẩu quả nhập ma rồi. Đại tỷ, đúng vậy. Nhị hoàng, muội hứa với ta, bất kể thế nào, tuyệt đối không được để Nga Mi rơi vào tay kẻ gian. Tam tỷ, tỷ yên tâm, nhị hoàng có chết cũng phải bảo vệ Nga Mi. Tam tỷ, lão ngủ, ngủ sư tỷ. Đại sư tỷ, đừng gọi nữa, ta nghĩ chúng ta đến muộn rồi. Chuyện xảy ra là như vậy đấy. Nhị sư tỷ đã tẩu quả nhập ma từ lâu, xin mọi người hãy trả thù giúp cho các tỷ muội đã chết. Không ngờ nhị sư tỷ lại là người như vậy. Đúng đó, các con nhanh chóng chuẩn bị, đêm nay phải bắt sống kẻ bại hoại Nga Mi này. Vâng. Bắt lấy ả ta. Nhị tỷ, cứ đừng dùng vậy nữa. Tỷ hại chết nhiều sư tỷ muội như vậy, lần này đến lượt tỷ rồi. Ngươi càng ngày diễn càng giỏi đấy. Không phải ta diễn giỏi, là bản thân tỷ quá ngu ngốc. Thật ra Tôn Tử Nghĩa vẫn luôn lừa tỷ. Ta với chàng ấy đã âm thầm cấu kết với nhau từ lâu rồi. Tất cả những chuyện này đều do chàng ấy sắp xếp đấy. Người đâu, đưa kẻ bại hoại này nhốt vào động Lôi Hiệp. Dân.
Tại sao cô lại bế quan tu luyện ở đây mà không dạch mặt lão ngũ? Trần Quyết Thắng thực sự trước giờ không nằm ở vẻ bề ngoài. Không ngờ Nga Mi ta lại gặp phải đại kiếp thế này. Lão Tam, Lão Tứ, Lão Lục lại chết thảm trong tay đồng môn. Di Thanh và Nhị Hoàng hiện không rõ tung tích. Thất kiếm chỉ còn lại một mình Chỉ Hiên. Ông trời đúng là không phù hộ cho Nga Mi ta mà. Các trưởng tôn đừng quá đau lòng. Chỉ Hiên thề chết bảo vệ Nga Mi, tuyệt đối sẽ không để kẻ ác muốn làm gì thì làm nữa. Đành vậy, Nga Mi không thể một ngày không có chủ. Giờ thất kiếm chỉ còn lại một mình con. Con sẽ là quyền trưởng môn của Nga Mi, ngày mai đăng quan. Chỉ Hiên không có tài đức gì, khó lòng gánh vác trọng trách này. Con không cần phải đụng đẩy nữa. Hiện tại trong các đệ tử chỉ có con là thích hợp nhất thôi. Nhị Hoàng, Yển sư hiến kỹ mà sư phụ dạy con từ nhỏ, con có còn nhớ không? Đệ tử vẫn luôn khắc ghi trong tim, chăm chỉ luyện tập, không dám lười biếng. Chỉ là có nghi vấn gì, chỉ là đệ tử không hiểu. Tuyệt học như vậy không thể dạy ai ngoài trưởng môn. Tại sao sư phụ đã dạy cho Nhị Hoàng từ khi con còn nhỏ? Đây không phải là tuyệt học của Nga Mi ta, là kỳ môn dị thuật cực âm cực dương, được Trần Lưu Dương truyền lại, có thể điều khiển con rối nghìn năm, gọi người chết sống lại. Trong số các đệ tử của Nga Mi, chỉ có con có ngộ tính cao nhất. Người tập võ bình thường e là khó lòng ngộ ra được. Huống hồ tuyệt kỹ này bắt nguồn từ trong đá xanh. Năm xưa nếu không phải cha con Lý Ba Sơn tặng đá xanh này cho Nga Mi, lại gặp thiên lôi đánh vào đá, sư phụ cũng sẽ không vô tình có được tuyệt học này. Thế nên tất nhiên là phải truyền cho con rồi. Có lẽ đây chính là số trời. Chúc mừng tân trưởng môn. Trưởng tôn, đừng giận công nữa, không có tác dụng gì đâu. Chất độc đã thông qua nước mà các ngươi uống xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng từ lâu rồi. Nếu như giận công, độc tính sẽ càng phát tác nhanh hơn. Tại sao? Không phải chàng nói yêu ta nhất, muốn ở bên ta sao? Nữ nhân Nga Mi các cô, tại sao lại có thể ngốc nghếch đến mức đáng yêu như vậy nhỉ? Sao ta có thể yêu cô được? Lẽ nào những lời trước đây ngươi từng nói đều là gạt ta sao? Đúng vậy, ta tới đây chính là vì đó. Sao ngươi có thể đến ta mà ngươi cũng lừa gạt chứ? Ta đâu có lừa gạt cô. Cái ta yêu là cơ thể của cô. Còn về con người ấy à? Đó là cô nghĩ nhiều quá rồi.
Biết ngay là còn một kẻ khó dây mà. Sai. Phải là hai người mới đúng. Ngươi nghĩ với sức của hai người các ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Nếu hai người không đủ, vậy thêm một đại sư tỷ của Nga Mi thì thế nào? Không ngờ cô lại chưa chết. Xem ra trong số các đệ tử của Nga Mi, không phải ai cũng là kẻ ngốc. Hơi thú gì đấy, nếu thật sự có kẻ ngốc, vậy cũng chỉ có thể là bản thân ngươi thôi. Không phải cô. Thật ra yển sư hiến kỹ mà sư phụ để lại cho quyền trưởng môn là giả, tỷ có tranh giành cũng chẳng có nghĩa lý gì. Không thể nào. Sao muội lại biết yển sư hiến kỹ? Từ nhỏ sư phụ đã truyền thụ lại cho nhị hoàng kỹ năng này, đến giờ đã là 13 năm rồi. Thật ra kẻ có quan hệ bất chính với tỷ không phải là đệ tử toàn chân, hắn cũng không hề yêu tỷ, hắn chỉ muốn thông qua tỷ để lấy được yển sư hiến kỹ thôi. Cô vẫn luôn bị lợi dụng. Thân phận thật sự của hắn là Vĩnh Khôn Vĩnh Dương Dương, giả và lấy danh nghĩa phản thanh phục minh để sát hại nhân sĩ võ lâm, chiếm đoạt tuyệt học của các môn phái. Lần này thứ mà hắn nhắm đến chính là yển sư hiến kỹ của Nga Mi các cô. Từ trước đến giờ ta vẫn luôn cho rằng ngươi thật sự yêu ta. Nếu không nhờ có thất sư muội, chắc ta đã tin thật rồi. Vậy độc của cô? Ta không hề trúng độc. Sao cô có thể không trúng độc được? Không chỉ ta, còn cả họ nữa. Bạch thiếu hiệp sớm đã đoán ra ngươi sẽ hạ độc vào nước, thế nên chúng ta đã đề phòng từ trước rồi. Mặt trời mọc đằng tây rồi à. Thế gian này đúng là ngày càng thú vị rồi đấy. Thì ra đều đóng kịch cả à. Chắc cô sẽ không nói với ta mấy vị sư tỷ của cô cũng không chết đấy chứ. Đều trách chúng ta giác ngộ quá muộn, mới để mấy vị sư tỷ chết thảm dưới bàn tay độc ác của ngươi, kẻ dâm tà như ngươi. Chịu chết đi. Các ngươi tưởng rằng các ngươi như vậy là có thể ngăn cản được ta rồi sao? Hôm nay sẽ để ngươi mở rộng tầm mắt cửu âm thất kiếm trận của Nga Mi chúng ta. Cửu âm thất kiếm trận, thất kiếm các ngươi thiếu mất tam kiếm, kết trận kiểu gì được? Không phải ngươi vẫn luôn muốn có được yển sư hiến kỹ của Nga Mi ta đấy sao? Hôm nay ta sẽ để cho ngươi được mở mang một chút. Không ngờ cô lại biết sử dụng kỹ năng này. Nga Mi thất kiếm bày trận. Dân
Mi. Hôm nay phong lý nhị hoàng, đệ tử Nga Mi, làm quyền trưởng môn mới của Nga Mi. Mong bí kíp võ học, yển sư hiến kỹ của Nga Mi ta có thể phát huy, trực trở, gây dựng lại quy danh của Nga Mi ta. Chúc mừng tân trưởng môn. Cảm ơn các trưởng tôn và sư tỷ đã nâng đỡ. Nhị hoàng nhất định nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, không phụ lòng mọi người. Bẩm trưởng môn, tỷ tỷ của người gửi thư tới dục người xuống núi, có chuyện gì? Lôi lão hổ phu quân của tỷ tỷ, Lý tiểu hoàng của người bị giết, tỷ phu chết rồi, là ai làm? Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc, xin hãy đón chờ Tân Phương Thế Ngọc.